Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Cục diện ngọ Tý tương xung là nguyên nhân khiến vận trình hôm nay của người tuổi Tý khó bề yên ổn dù bạn đã bỏ nhiều công sức cố gắng phấn đấu bao nhiêu nhưng tới phút cuối lại bị phá đám có nguy cơ thành công cốc hết tuy vậy bạn cũng không nên quá lo lắng có chính ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối rồi bạn sẽ tìm thấy cho mình lối đi đúng đắn phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ chuyển nguy thành an giành được nhiều thành công trên con đường phía trước đạt được mục tiêu mình mong đợi ngày này cũng gặp ngày có thủy hỏa bất dung, với bạn đang thiếu sự quan tâm và hỏi han trong tình cảm, khiến cho mối quan hệ của hai bạn không được tốt đẹp như trước đó. Thế nhưng người này lại đổ lỗi cho người kia càng khiến quan hệ giữa hai bạn thêm phần căng thẳng. Tử vi tuổi giáp ký, thuộc mệnh kim. Do đây là ngày xung với tuổi của bổn mạng, mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến cẩn trọng khi đi đường sử dụng máy móc xe cộ có rủi ro tình cảm không tốt giao thiệp với mọi người có nhiều khó khăn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước giao kết hoặc tổ chức tiệc tùng hội họp có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa tài lộc trung bình hoặc có quà tặng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả hoặc có thể không nên tiến hành mà hãy để vào một ngày khác nên cẩn trọng trong sự đi lại di chuyển tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ hao tài về mua sắm quà cáp tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng có việc lo âu cần phải di chuyển đi lại cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt hoặc rất khó khăn trong việc nhờ cậy hoặc gặp gỡ người mình mong muốn hao tốn về giao thiệp gặp gỡ có tin xa tài lộc trung bình phải bỏ nhiều công lao mới có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nên cẩn trọng trong sự đi lại có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ, có cuộc vui. Tử vi tuổi sửu Cục diện ngọ sửu tương hại ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của người tuổi sửu. Bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân, và miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức bởi bạn có thể đắc tội với người lúc nào chẳng hay bù lại chính tài nhập cục là lời đảm bảo tài chính vững vàng thu nhập ổn định cho con giáp này tài lộc của bạn vẫn đang rất khả quan không có gì phải lo lắng con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm nhưng cũng đừng vì thế mà quá lười biếng bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình người ấy hiểu và quan tâm chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí tình yêu thắp sáng trái tim và khiến cho tuổi sửu thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác không nên giải bày tính toán hoặc đi tìm nên chấp nhận sự việc hiện tại ngày có nhiều rắc rối ưu phiền sức khỏe không tốt gia đạo có đình đám dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe buồn mạng của mình và người thân bè bạn có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xa, sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Có tài lộc, tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt e có sự ganh tị ở phía sau về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện dày già, sinh chuyện không hay. Có đám tiệc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Hao tán tài lộc vì giao thiệp, chia sẻ, giúp đỡ. Tử vi tuổi tân sửu, thụ mệnh thổ. Việc đến hãy cố gắng làm và giải quyết nhanh nhất là đối với những vấn đề nhỏ không có tính lâu dài. Đối với những việc lớn cần phải xem xét lại, đề phòng sự thiếu sót. Nếu có gặp trở ngại cũng không nên lo lắng, sẽ có cơ hội tâm tình bất an gia đạo có chuyện buồn hoặc vì lo lắng mà mỗi người một ý tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thụ mệnh mộc cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn chậm trễ không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc trung bình tử vi tuổi dần. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy tam hợp mang quý nhân trợ mệnh giúp người tuổi dần đón nhận nhiều may mắn hơn bình thường. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên của con giáp này đang cực kỳ hanh thông, rộng mở. Đối với những người độc thân ngày này có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm. Tuy nhiên, tỷ kiên xuất hiện có thể khiến những chú hổ khó tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, việc hợp tác làm việc chung giữa cả hai cũng trở nên khó khăn hơn. Ai cũng có những ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, hai bạn có thể nhờ tới đánh giá của cấp trên để giải quyết sự trái ngược này. Tử Vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh Thủy hết sức tránh sự đàm luận, tranh cãi sẽ không giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa, xích mích thị phi. Không nên nóng tánh vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc, tình cảm. Nên sắp xếp ổn định lại công việc, không nên tin cẩn người khác. Cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Sức khỏe, tài lộc không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh. Hạp các nghề thể thao, sửa chữa, pháp luật, y tế. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ, có tin xấu, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ có tài lộc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày có sự buôn ba vất vả và có nhiều sự kiện tin tức đến cần phải lo toan mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt hoặc có người thời thế gây áp lực không thuận lợi mọi việc hãy để tự nhiên có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng xe cộ Tử vi tuổi Mão. Ngọ Mão tương phá là điểm báo hung vận lấn át cát vận của người tuổi Mão trong hôm nay. Công việc của con giáp này có những thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu, thậm chí bạn nhận ra trục trặc liên tiếp vì đang có tiểu nhân ngầm phá hoại. Kiếp tài nhắc nhở bản mệnh cần cố gắng quản lý tiền bạc chặt chẽ. Các khoản chi tiêu bất ngờ có thể đẩy tình trạng tài chính của bạn rơi vào khó khăn, thậm chí tiền tiết kiệm cũng bị lấy ra tiêu xài một cách phí phạm điểm sáng duy nhất của những chú mèo trong hôm nay chính là chuyện tình cảm mộc sinh hỏa may mắn là trong những thời điểm khó khăn nhất bạn vẫn luôn được nửa kia sát cánh bên cạnh bằng những lời quan tâm khích lệ kịp thời tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế hoàn cảnh đã có biến chuyển chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước chấp thuận trên nguyên tắc mọi việc trở ngại trước tốt đẹp sau nên từ từ mà tiến có tin buồn hoặc có sự rời hẹn sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở đau ốm bận lo vào việc khác sự mong cầu về tiền bạc còn chậm không được như ý có lộc ăn quà tặng nhỏ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng sẽ có chuyện không như ý có sự hư hại có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng cần phải sửa chữa mua sắm hao tài sự mong cầu về tin tức việc làm tài lộc đều có sự chậm trễ nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ san sẻ nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn dễ bị mất uy tín có cuộc đi ngắn Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có hỷ sự, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, đình đám, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc, có tin xấu về bệnh tật, đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi thìn thứ sáu này, thiên tài mang tới cơ hội lớn về tiền bạc cho con giáp tuổi thìn, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt. Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Hôm nay là ngày rất phù hợp cho những ai đang muốn đầu tư hay hợp tác làm ăn. Nhưng bên cạnh đó bạn vẫn nên tránh chủ quan, tính toán thật kỹ để cân nhắc cẩn thận để không ho hụt tài sản. Ngũ hành hỏa sinh thổ mang may mắn về đường tình duyên cho những chú rồng. Chuyện tình cảm vốn khó nói, nhưng con giáp này may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh biết được đó là người ở bên mình cho đến cuối cuộc đời. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình. Ngày không nên có sự hẹn ước dễ gặp phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc giới hạn việc đi lại di chuyển cẩn trọng đề phòng rủi ro tai nạn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên bỏ mặc chuyện thị phi tai tiếng lời trách oán và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc đề phòng các tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu nên giữ lời hứa sự ước hẹn cần phải bình tĩnh để giải quyết không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn bị dụ dẫn tử vi tuổi nhâm thìn thụ mệnh thủy có sự tiến thoái lưỡng nan phân vân khi đương đầu với khó khăn chuyện buồn nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn đính ước nên nhẫn nhịn có tài lộc Tử vi tuổi tỵ. Người tuổi tỵ đang được quý nhân tam hội nâng đỡ, nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc. Thông qua cơ hội này, bạn đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, những chú rắn được cấp trên yêu ái và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả đáng tự hào sau những nỗ lực và vất vả mình đã trải qua. Thực thần ghé thăm còn mang tới những cơ hội làm ăn khá lớn cho con giáp này bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ có một ngày thứ sáu bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến có tin tức ở xa về tình cảm hôn nhân thi cử có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi đình đám giao thiệp mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có tin xa, nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Mọi sự đều thay đổi. Thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý vướng mắc vào chuyện mình không thích có tin không tốt ở xa tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy mọi sự rất dễ thay đổi những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới cần phải giải quyết không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước vì đây là chuyện ngoài ý muốn có tài lộc tử vi tuổi ngọ. Cục diện ngủ hành ngọ ngọ tự hình gây ra không ít những tác động xấu cho người tuổi ngọ. Bản mệnh trở nên vô cùng hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội. Thời điểm này, bản mệnh không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người khác. Bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người tuy thẳng thắn và có phần mất lòng nhưng sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có giá trị hơn lời khen rất nhiều. Lại thêm thương quan cản trở, những chú ngựa đang để cảm xúc của bản thân chi phối hành động nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác. Nhất là khi ở trước mặt những người thân yêu, bạn không biết lựa lời nên dễ gây tổn thương cho những người gần gũi nhất với mình. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn giới hạn sự di chuyển giao thiệp tin tức xấu cẩn trọng sức khỏe không tốt gia đạo bất an có chuyện buồn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành có trở ngại nên hành động một cách bình thường có tin xa hoặc gia đạo có khách đến có tài lộc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng, tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc, có sự trách oán, hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự xung đột, mâu thuẫn, bị áp lực. Tránh sự tranh chấp, cãi cọ lôi thôi. Chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại, hoặc bị khiển trách nên cẩn trọng về sức khỏe buồn mạng và trong khi sử dụng xe cộ máy móc nên ngồi yên tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc có tin tức mọi việc khó có sự kết thúc chậm trễ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng nên hành động một cách bình thường có tin xa hoặc gia đạo có khách đến ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành có trở ngại tử vi tuổi mùi. Cục diện ngọ mùi tương hợp, người tuổi mùi có vận đào hoa nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm gắn bó, thắm thiết. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, hạnh phúc khiến bạn có tinh thần phơi phới, có động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Ngày hôm nay, con giáp này còn được chính tài nâng đỡ nên vận thế tài lộc lên như diều gặp gió. Nguồn thu dồi dào giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề, cũng có đủ tài lực để tiến hành các dự án tiếp theo trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ phòng giá gạo do đó bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim gia đạo có đám tiệc hoặc có sự họp mặt hội họp có tin tức của thân nhân bè bạn ở xa ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, có sự hao tốn trong sự di chuyển, đi lại hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn, gia đạo bất an, có người đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong còn nhiều sự việc xảy ra nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại tài lộc dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn của mình hoặc của gia đình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc sự mong cầu về tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay. Có cuộc đi ngắn hạn, hao tài vì giao thiệp, mua sắm, có tin buồn. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Có cuộc đi ngắn hoặc có người đi xa, ngày có sự thay đổi hoặc cần phải tiến hành như đã định trước. Không nên để lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định cho nhanh. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi thân Vận trình thứ sáu này có thiên quan xuất hiện, người tuổi thân đang có điểm báo về những nguy cơ thị phi đeo bám làm ảnh hưởng tới vận trình công danh sự nghiệp của bạn. Con giáp này không hay nói lời mà không suy nghĩ, cũng không thích kết bè kết phái, song số phận đẩy đưa nên vẫn gặp họa. Bạn nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan đến bản thân. Bởi dù đứng về phía bên nào, bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đơm đặt và trở thành quân cờ cho người khác tranh đấu trong ngày có hòa khắc kim người tuổi thân sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay nếu đã lập gia đình thì vợ chồng dễ bất hòa vì quan điểm không đồng nhất nếu đã có đối tượng thì đôi bên dễ hờn giận nhau vì những cơn ghen tuông vô cớ tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên nhúng tay vào chuyện của người khác không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro hoặc có sự hư hại chậm trễ có tin buồn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân bè bạn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác đền bù chi dụng không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro có tin buồn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi dậu. Tử vi thứ 6 cho thấy rằng do ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, người tuổi dậu dù làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh tranh cãi, đấu khẩu vì nghiêm trọng có thể dẫn tới kiện tụng. Tốt nhất hãy cứ nín nhịn để đợi thời điểm thích hợp hơn. Có chính quan độ mệnh, bạn có thể phát triển công việc ở lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô sự nghiệp bằng vào năng lực mạnh mẽ và sáng suốt thì bạn hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích rất tốt hứa hẹn nhiều thành công đáng để khiến người khác ngưỡng mộ ngũ hành xung khắc gây ra những trận cãi cọ xích mích của những chú gà với nửa kia từ những chuyện hết sức còn con nhưng hai bạn lại lấy đó làm cái cớ để trách móc đối phương về những chuyện ấm ức từ trước đó hãy cố gắng điều chỉnh thái độ của bản thân để không tự tay hủy hoại tình cảm này bạn nhé tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày có cuộc vui hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc chờ đợi chậm chạp tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu hoặc trong ngày có nhiều việc đến cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn gặp quý nhân có tin xa gặp lại người xưa việc cũ ngày có tiệc tùng hội họp họp mặt hoặc có tin tức của người thân bè bạn tình cảm tốt có người đến nhờ và mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm gặp lại người xưa bạn cũ Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi tuất Người tuổi tuất hôm nay có tam hợp che trở nên cả ngày bình an và hòa thuận. Bạn được quý nhân nâng đỡ nhân duyên, vượng đường tài lộc, sự nghiệp ổn định vững vàng có thể nói đây là một tín hiệu vô cùng khả quan làm bàn đạp để con giáp này phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai tài vận của bản mệnh cũng sáng hơn nhờ xuất hiện thiên tài hứa hẹn rất nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền bạn nhanh nhẹn và để ý hơn một chút thì sẽ nắm bắt được những một mối làm ăn tiềm năng hứa hẹn thu được lợi nhuận cực lớn hỏa sinh thổ hôm nay quả là một ngày may mắn với con giáp này khi chẳng những công việc suôn sẻ tài chính dư giả mà tình cảm của bạn cũng vô cùng ngọt ngào người đã yêu lâu thì tình cảm tươi mới hơn người mới yêu thì mỗi ngày mối quan hệ thêm phần vững chắc tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin tức ở xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi vì không chỉ đến có một chuyện ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính không nên than van hoặc âu lo về công việc nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin xa một ngày bận rộn hay lo tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gặp lại người xưa việc cũ sự mong cầu về tiền bạc còn chậm dễ hao tài ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro cháo trở đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tăng hoặc có tin xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi hợi thiên ấn xuất hiện trong vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi hợi thứ sáu này cho thấy bản mệnh gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước mà ngược lại càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy bằng sự linh hoạt trong cách xử lý cũng như năng lực vững vàng, tuổi hợi có thể giải quyết những vấn đề còn tồn động để có được những thành công ngay sau đó. Những tham vọng trong lòng nuôi dưỡng ý chí của bạn để đạt được nhiều thành công hơn nữa. Thủy khắc hỏa, tình cảm sau một thời gian dài không được vun vén có dấu hiệu phai nhạt rõ ràng do sức ép của thời gian. Lời nói yêu thương không còn, thay vào đó là những lời trách móc, khiến cho ai cũng tổn thương. Dần dà những khúc mắc đó ngáng trở trong mối quan hệ của cả hai khiến hai bạn đều mỏi mệt tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày có sự hội họp gặp gỡ tiệc tùng có tin tốt thuận lợi về tình cảm cũng như về tài lộc nếu có người đến bàn chuyện hùn hạp hợp tác thì nên nhận lời có tin tức ở xa có người quay trở về có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim với những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công có tài lộc có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến có cuộc đi ngắn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở buồn phiền có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến có chuyện vui có tin xa hoặc có sự gặp gỡ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại